Sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban chỉ đạo T98 thành phố năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Năm 2021, Ban Dân vận Thành ủy đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận đã đề ra, tăng cường công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan phối hợp triển khai công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác phòng chống dịch, triển khai các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động và phát triển kinh tế xã hội. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở tiếp tục duy trì nền nếp, nhất là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở xã, phường và trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Nhiệm vụ trọng tâm được Ban Dân vận Thành ủy xác định trong năm 2022 là tiếp tục tham mưu Thành ủy thực hiện tốt nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán từ thành phố đến cơ sở, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp chăm lo đời sống nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận các cấp, các cơ quan, tổ chức chính quyền, đơn vị trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác bầu cử và phòng chống dịch. Đặc biệt đã huy động được sự vào cuộc, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua, chỉ ra một số tồn tại trong công tác dân vận thời gian qua như việc đúc kết, nhân rộng các mô hình dân vận khéo chưa được chú trọng. Vì thực hiện quy chế dân chủ tại các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, Thường trực Thành ủy yêu cầu thời gian đến, Ban Dân vận các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác dân vận. Tiếp tục quán triệt tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết 22 Đảng bộ thành phố. Theo đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy với công tác dân vận. Hết sức chú trọng xây dựng mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân, phát huy vai trò làm chủ và sự tham gia của người dân vào trong xây dựng đất nước, xây dựng địa phương, phát triển kinh tế xã hội. Những cái quan điểm này đề nghị là cấp ủy Đảng các cấp, các địa phương, các cơ quan phải hết sức quán triệt và thực hiện nghiêm. Đề nghị các cấp ủy Đảng, các địa phương, đơn vị tập trung nắm tình hình nhân dân, nắm tình hình người lao động, nắm tình hình đồng bào tôn giáo dân tộc sâu hơn nữa, cụ thể hơn nữa và hết sức chủ động trong tham mưu các cái giải pháp, các cái biện pháp để mà hỗ trợ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ cái lực lượng mà yếu thế trong xã hội để vượt qua cái khó khăn sau đại dịch. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận năm 2021. 10 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tôn giáo, dân tộc năm 2021. Ban Dân vận Thành ủy khen thưởng 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của Đảng trong năm 2021.